Hello, xin chào bạn. Sau đây Rang xin giới thiệu các bạn cần hai khúc SBH chiều dài 21 cứng XH. Cái này thuộc dạng cần lu lu biển. Mình sẽ bạo lực được ạ. Khuyên hai chân rất khỏe, thiết kế carbon kiểu caro. Thông số cần đấy các bạn, thông số cần đấy, chiều dài 21, tải mồi lu ấy, từ 10 đến 40 gram. Tải dây ấy, tải dây từ 10 đến 20 lb. Đấy, bạn nhìn chất liệu của carbon caro, chất liệu phần đây phần trôi cần ban gà máy. Khuyên bát thường các bạn. Rất đẹp. Chui cần ạ. Chui cần. Đâu rồi? Quen đẩy ba hai chân rất khỏe, quấn chống dập. Rất khỏe, cứng. Đo đứt ngọn nữa. Ba ly các bạn. Ba ly. Cần trọng lượng một cần. Hai trăm hai mươi bốn gram, khá ổn, nhẹ. Lý các bạn là câu biển, câu bạo lực. Đấy, vừa rồi Hải đang xin giới thiệu các bạn cần SBH chiều dài 21, tải mồi lu là từ 10 đến 40 gram. Đang xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing.